Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel tiếp theo của mình. Ngày hôm nay mình sẽ làm clip hướng dẫn tất cả mọi người. Mình thấy ở trên nhóm ấy có rất là nhiều người không biết gia hạn cái ứng dụng Zepro TV này để cho Uncover. Khi mà Apple nó đánh sập ý, chúng ta vẫn có thể vào Uncover để mà jailbreak lại. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả mọi người cách có thể chi tiết nhất để chúng ta gia hạn cái Uncover này. Ok, em đang sử dụng Uncover version 3.5.5. Ok, đầu tiên thì mọi người lại vào CDA mà cái tải zip version này em đang hướng dẫn rồi, nên là em sẽ chỉ lướt qua cho mọi người xem thôi. Mọi người đợi một tí để cho CDA nó load nhé. Sau mọi người ấn vào các nguồn này, mọi người thêm nguồn là kênh táo này, zepro.kênhtáo.net này. Sau khi thêm nguồn, mọi người phải tìm kiếm này, mọi người ghi là Zepro TV này phiên bản 0.4.2 nhá, mọi người tải về. Sau khi tải về nó sẽ ra Pro TV này, thì nó sẽ ra như này. Mọi người, nó sẽ bắt mọi người đăng nhập cái ID mà rất nhiều bạn có hỏi là mượn ID để đăng nhập. Thì cái điều lưu ý đó là ID chúng ta không được bật xác thực hai yếu tố nha, không được bật xác thực hai yếu tố. Đây là một cái ID của mình, ID của mình này, Khánh tờ là mna@gmail.com này. Chúng ta có thể vào cài đặt này. Khi mà chúng ta đăng nhập cái ID iCloud của chúng ta xong ấy, thì chúng ta sẽ có một cái cấu hình trong phần cài đặt này. Đây, ứng dụng nhà phát triển này, ứng dụng nhà phát triển iPhone này. Đây là cái Gmail của mình, thì nó sẽ có cái ứng dụng này. Mọi người chỉ cần tin cậy thì chúng ta sẽ vào được Uncover. Đấy, rất chi đơn giản thôi. Mà điều lưu ý là không, tài khoản của chúng ta không được bật xác, bật xác thực nhá, xác thực hai yếu tố ấy. Đấy, và đây thì nó sẽ ra như thế này. Thì mọi người chỉ cần vào tin cậy phát là sẽ có Uncover. Xong rồi mọi người vào đây này. Đây là em sẽ hướng dẫn mọi người cách gia hạn luôn nhá. Thì chúng ta sẽ kích vào cái phần Uncover này. Thì em đã gia hạn đến hôm mùng 3 tháng 9 lúc 8:43. Đấy, hiện tại của em là 6 ngày 18 đồng hồ, 18 giờ nữa. Thì chúng ta chỉ cần ấn sync thôi. Sync một cái này. Đấy, thì nó tự nó chạy. Khi nào chạy đến 100 thì nó sẽ gia hạn. Mà anh em chỉ cần gia hạn một phát thôi. Khi nào nó còn 2 ngày là nó sẽ tự động gia hạn cho anh em. Nên anh em cứ hoàn toàn yên tâm. Và cũng có một cái vấn đề nữa mình nói luôn ý. Đó là rất nhiều bạn có gặp tình trạng đó là tải Uncover xong là bị khởi động lại ý. Đấy, tự nhiên khởi động lại. Mình cũng đã bị khi mà mình tải Uncover trên nguồn kênh táo rồi GG Pro hoặc là FTOS. Rất là nhiều thì đều sử dụng chưa được một ngày thì chúng ta sẽ bị khởi động lại. Và rất khó để có thể, không phải là khó mà lâu, rất lâu để chúng ta có thể jailbreak lại. Đây, đã xong này. Sync Uncover này, suốt buộc này, 7 ngày 0 giờ này. À, 7 ngày là nó tối đa. Thì mình lại nói là cái vấn đề kia thì anh em chỉ cần thêm cái nguồn ở trong cái ứng dụng Zepro TV này. Đấy, anh em chỉ cần tải Uncover này về thì không bao giờ bị khởi động lại nhá. Đấy, mà khởi động lại lúc chúng ta jailbreak lại thì cũng cực kỳ là đơn giản. Mình dùng cái này phải được một tuần rồi, Uncover ở trong Zepro TV này, nhưng mình chưa bị khởi động lại bất cứ một lần nào. Đây là những cái tweet này. Cái tweet này thì hôm nọ mình đã giới thiệu rồi. Đấy, cái tweet này để bong bóng này. Còn đây còn có một cái tweet nữa. Đây cái tweet này. Đây này. Đấy, để mình lấy nét cho camera. Đây, sub buộc sinh Uncover đã gia hạn thành công. Để mình sẽ xóa đi. Đây cái tweet này. Nay là thứ 3, 14:25, 38 giây thì vẫn chạy này, ngày 27/8 này. Đấy mọi người thì tự đếm, đây là cái tweet. Để mình sẽ vào phần cài đặt này. Mọi người vào cài đặt là mọi người sẽ kéo xuống. Ok, đây. Đây là cái tweet
Xem hả mà lên nào. Đấy, cái này được tắt này. Đây chúng ta chỉ cần thêm nguồn thôi. Thêm nguồn vào chúng ta lên sau đi chúng ta tải nhá. Cái này thì ở trên đấy cũng rất là nhiều anh chị khác đã hướng dẫn rồi. Đấy, SOS mình này. Cua vào mình để bên này cho mình ra break nha, tiện lợi hơn. Thì mình nói luôn là nói thật là từ khi mình xài cái này là chưa bị khởi động lại nha. Rất nhiều bạn mình trước không bị, mình đã hỏi AD kênh táo thì bảo đấy là do lỗi chung trào fit. Nhưng mà từ khi mình sử dụng cái Zepro Division này, nhắc lại nha, nhắc lại là riêng cái tài khoản là không được bật xác thực hai yếu tố và không được dùng chung nó sẽ bị xung đột nha. À, chúng ta vào đây chúng ta có thể giới hạn này. Mình đặt mặc định là 2 ngày gia hạn này. Nghĩa là khi mà 7 ngày mà chúng ta sử dụng, 5 ngày trôi qua thì nó còn 2 ngày, tự động nó sẽ gia hạn lên nhá. Chúng ta có thể chọn 1 này, 3, 4, 5, 6 này. Đấy. Mình thì mình để mặc định. Ok. Thế thôi, rất chi là đơn giản thôi. Anh em có thắc mắc nào thì hãy comment bên dưới nhá. Mình sẽ đọc và trả lời. Nếu anh em thấy hay đừng quên like, share, đăng ký kênh nhá. Để cho mình có động lực làm những cái video hướng dẫn bổ ích cho tất cả mọi người. Chào mọi người nhé.